Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hôm nay thì mình đang ở Ba Vì, Hà Nội các bạn ơi. Trước mặt các bạn là trang trại đà điểu ở Ba Vì các bạn. Đây là lần đầu tiên mà mình nhìn thấy con đà điểu tận mắt luôn. Và đợt này lên Ba Vì thì như các bạn theo dõi kênh mình bữa giờ đã biết là mình ra đây cũng có rất là nhiều công việc. Nhưng mà hôm nay nhân tiện là ghé cái trang trại đà điểu của anh Nam này luôn, nên là mình quay để bạn nào chưa biết về con đà điểu có thể xem, hoặc là có nhu cầu thì mình có thể tới đây mua nhé các bạn. Ôi, nó to như con trâu quá ha. 100 kg một con. Ủa con này nó có mổ không anh? Em chào anh Nam. Anh Nam là chủ trang trại ở đây các bạn ạ. Trang trại mình là ở cái chỗ nào, Ba Vì anh nhỉ? Xã nào anh nhỉ? Đây là thuộc về Vân Hòa Ba Vì Hà Nội. Vân Hòa Ba Vì Hà Nội. Từ đây mà về trung tâm nó xa không anh? Trung tâm thành phố Hà Nội 50 cây. 50 cây cũng khá là gần nhé các bạn. Các bạn đi Hà Nội thì có thể lên đây tham quan này, rồi mua đà điểu. Một con này một tạ rồi nè. Ôi, cái này mình nuôi lâu không là nó được như thế này anh? Này nuôi 10 tháng. 10 tháng? 8 đến 10 tháng to. Bọn này nó ăn nhiều không anh? Chủ yếu là cỏ nên là ăn cỏ à? À. Ôi vậy là nó thế cũng à, đây này đang cho ăn này. Anh Nam mình có cung cấp hàng đi miền Nam không anh? Tại em ở trong Sài Gòn lận. Muốn ăn thịt đà điểu thì nhiều khi không biết mua đâu. Gửi suốt. À, gửi thì gọi qua số nào anh nhỉ? Gọi số 0982799959. Ồ, số đẹp quá. Bạn nào mà cần thì cứ gọi qua cho anh Nam thì anh cung cấp cho. Còn hôm nay mình tham quan trang trại của anh trước nha các bạn. Cái này có cưỡi được không anh? Cái này là cưỡi được nhưng mà mình chưa làm mô hình cưỡi. À, chưa làm mô hình cưỡi. Ở đây Ba Vì du lịch rất là nhiều, nếu mà mình làm cưỡi được thì hay quá. Đây các bạn này, con to thật. Một con này nếu mà mua nguyên con giá nó khoảng bao nhiêu anh? Chục triệu. Chục triệu. 10 triệu con. À, cũng không đắt anh nhờ. Vừa phải. Giá vừa phải các bạn ạ. Nếu như mà bạn nào mà chưa ăn bao giờ, nhà mà có tiệc á, mua nguyên con về luôn. Này là 10 tháng rồi. Em cứ sợ nó mổ em không dám quay lại gần. Con này nó có thấy cái gì trước mặt nó có mổ không anh? Nó hiền không. À. Nếu mà đi vào mà đứng bên cạnh nó được không anh? Nếu mà không cưỡi á. À, nó nhìn được cũng được. À, chắc là để mình đi vào cho các bạn xem gần cho đã các bạn ạ. Lần đầu tiên nhìn thấy đà điểu tận mắt luôn đấy. Nó to hơn anh đấy nha. Trang trại này rất là lớn nha các bạn. Ở bên kia hình như còn to hơn nữa hả anh? Chéo xuống kia rộng. À. Trời ơi, anh Nam ở đây cũng nhận là nuôi nhiều thật. Ở đây là nó ăn cái cỏ giống như cỏ cao sản cho bò đó anh. Cỏ voi. Cỏ voi á. Đấy. Đi mình đi xuống dưới đây đi anh Nam. Đẹp quá. Mình cứ tưởng là vào đây được cưỡi các bạn ạ. Nhưng mà không được cưỡi rồi. Cái cổ nó cao như là con hươu cao cổ các bạn. Chỗ này là thực ra là hôm vừa rồi mình xem ở trên YouTube các bạn, nên là mình mới biết, nên là kết hợp đợt này mình ra Ba Vì, ra Hà Nội mình chơi ấy, mình ghé luôn. Hôm rồi bà Phó Bí thư Ngô Thị Hằng lên đây chụp chỗ này đẹp này. À, Phó Bí thư Hà Nội ấy. Anh bảo là có Phó Bí thư Hà Nội lên đây chụp hình đó. Đẹp lên đẹp. Nhưng mà nuôi cái này khó không anh? Trời ơi các bạn ơi. Nhìn đã nhờ, nó ăn cỏ đó các bạn ơi. Hình như có cả cắm bắp nữa này. Cắm ngô các bạn. Ủa nó nhìn. Đẹp quá ha. Nhìn cái đầu nó y như con gà con đó. Mặc dù nó lớn rồi. Đẹp lắm. Này này. À, mọi người xuống thăm cái mô hình này này. Phát sóng à. Làm phóng sự phát sóng này. À, xuống đây làm phóng sự đúng không anh? Đúng rồi, mô hình đi thăm. Nếu mà tính ký ra 1 ký nó khoảng bao nhiêu anh? Thịt hàng phi lê là hàng đang là 250 một cân. 250. Vậy là giá cũng như thịt bò anh nhỉ? Là giá cái thịt ngon nhất rồi đúng không anh? Em đang thắc mắc thịt nó ăn sao rồi làm món ngon, anh giới thiệu để mọi người vào. Nó nhiều thịt. Do mình mà thích làm nhiều sản phẩm đó. Yeah. À. Còn ở đây cái con đà điểu thì cái thịt gì ngon nhất anh? À đây này anh Nam này. Mô hình của anh đấy. Đấy, anh Nam đứng giữa này, Phó Bí thư Hà Nội các bạn. Nếu mà tính về thịt con đà điểu thì phần nào là ngon nhất anh nhỉ? Nói chung là do khẩu vị, dạ. Giòn thì ăn bắp, mà mềm thì ăn thịt. À. Em hàng này nó mềm mà nó không mùi, hàng dễ ăn. Dạ. À. Em thấy mỗi con nó đều có cái gì trên cái cổ là mình làm dấu á anh. Đúng rồi. À dấu. Đâu ta? Đó. À cái giống như mã vạch, mã số của từng con đó mà. Đây các bạn nhìn cận cảnh cái lông của con đà điểu này đang gió đẹp chưa? Ôi. Anh ơi, ngón chân nó. Em không nghĩ là cái da này nó lại có thể làm được bóp được ví này kia đó. Trên nhà bán hàng đấy. À trên nhà anh có bán luôn. Vậy là mua ở đây, nếu mà tới đây mua là chắc chắn 100% da thật rồi đó. Da thật. Không có sợ da giả các bạn ạ. À, đây. Chân nó lạ lắm. Đây. Đây này chân đây này. Đó. Ôi đẹp nhờ.
Tiếc quá, mình cũng rất là muốn mua con này về nuôi. Đây này. Hơn 400 con ở đây. Đây để mình đi xuống. À nó đang ăn này. Ăn đi. Đẹp quá. Một con này nếu mà tính giá tiền mua nguyên con nó khoảng 10 triệu các bạn ạ. Thì giá cũng không đắt đâu. Mình chuyển vào Sài Gòn nhiều lắm. À. Cái món này trong Sài Gòn em thấy ít. Chắc là trong những nhà hàng cao cấp á. Ủa nó nhìn kìa. Sáng nay chuyển hai người Bình Dương. À. Là chuyển cho hộ gia đình hay là quán anh? Cả quán cả người người ta mua à. Mua theo kênh bán buôn. Mà nếu mà mua theo kiểu làm thịt sẵn đóng gói này kia thì được không anh ha? Được. Nhà giấy tờ đầy đủ, an toàn thực phẩm có. Dạ. Giấy tờ có đầy đủ. Phó bí thư Hà Nội tới. À, tới là yên tâm. Nó vừa mổ mình. Ôi. Nó định ăn cái áo mình luôn các bạn. Con này thôi. Chắc đói rồi hết hồn. Làm xương thôi. Đây mình đi xuống dưới đây mình coi tiếp này, trang trại còn phía dưới này nữa các bạn ạ. Cái ngoài kia là mình để cho nó chạy nó tập thể dục anh. Nó chắc thịt á. Nó chạy thể thao thể dục thể thao. Kìa chạy ở kia cái anh. Ờ. Đây nó ăn cỏ với ăn cám các bạn ạ. Đây các bạn nhìn từ góc này các bạn thấy này. Nay mình ra Ba Vì thì cũng rất là may khi mà đã biết trước về cái thông tin về trang trại này qua mạng rồi. Nên là mình xin vào mình tham quan cũng như là quay cho các bạn xem luôn. Ở dưới này hình như là nó nhỏ hơn một xíu hay sao? Hay tùy từng con, có con kia hơi nhỏ kìa. Trọng lượng một con này nó khoảng bao nhiêu vậy anh Nam? Ở đây có những con là từ khoảng 80 cân đến tạ 3. Tạ 3. Là trong khoảng 10 tháng là nó đạt kích thước đó rồi. Nuôi con này có khó không anh? Nuôi cái này thì nó dễ bởi vì là nó an toàn. À. Dạ. Để cho bạn nào mà có nhu cầu mua con này này, ở quê các bạn. Con mua đề kháng nó cao nên nó an toàn, dạ. Nó không bị bệnh tật, không có bệnh tật. Dạ. À, cũng không phải thuốc men gì này, không, khi ăn thấy đơn giản, cám lại cỏ luôn. Ở đây em thấy cái phần chân của con đà điểu nó rất là lớn, thì không biết là cái chân này mình có làm được cái gì, món gì hay là trang trí hay như nào không anh? Thì cái chân, cái da này làm mỹ nghệ, còn cái gân thì người ta hay dùng với cái chất bổ thuốc bắc hoặc là. À, cái chân là để hầm thuốc bắc luôn. Da thì làm ví làm bóp các bạn ạ. Bắt vang, nhiều kiểu nấu. Ồ, kêu. Ồ, nó kêu rồi. Khe. nó nhìn. Nhìn như con mãng xà ha. Cỏ đầy trong này không ăn, chắc ăn no rồi. Này là chuẩn bị xuất được hết chưa? Cái này là đang gọi là thành phẩm chuẩn bị bán được rồi đó bạn. Mình là mổ hàng ngày, cho nên là bán hàng ngày. Ở đây có mổ tươi để bán tại trang trại luôn. Giao quân. Dạ. Ý là vậy là mua lẻ cũng được ha anh? Đúng rồi, lẻ. Đấy. Ở bên này còn đấy các bạn này, công nhận là nhiều thật. Trước đây mình thấy là 1-2 con ở trong sở thú thôi chứ chưa bao giờ mà nhìn cả cái trang trại như này. Hả? Review món thịt đà. Chưa ăn thịt đà điểu bao giờ. Chắc là một xíu nữa mình sẽ ra cái quán ngoài này mình review cho bạn xem. Còn bây giờ mình xem cái trang trại trước. Đây là vườn quốc gia Ba Vì đúng không anh? Đúng rồi. Ở đây cái không khí rất là mát các bạn ạ. Nên là nó hợp để mình làm trang trại á. Chụp gửi cho Sumo ơi. Ồ, con này cao thế. Sumo xem được clip này không? Con này tính ra nuôi nó cũng không lâu ấy nhỉ. Trong vòng 1 năm là có thể bán được rồi. Mà giá nó lại cao nữa, như là thịt bò các bạn. Các bạn nuôi con bò nhiều khi mấy năm mới bán được. Nhưng mà nuôi con đà điểu này thì trong vòng 1 năm là bán là thu lời rồi. Nó ăn có tốn không anh? Cái này nó cỏ là 50% này là nó ăn chả tốn đâu. Cũng không tốn, ăn cỏ các bạn với lại độn cắm bắp vào này. Mình thấy cắm bắp vào này. Kìa nó ngước cổ lên hết nhìn đẹp anh kìa bên kia kìa. Đâu đó, à, đây. Không mình đi tới là nó sợ nó rụt xuống à. Mấy con này cao này các bạn này. Ngước cổ lên nhìn kiểu đang hóng cái gì. Sợ là quay như này các bạn không thấy rõ được, không hình dung được. Không biết là mình đi vào chắc cũng được, nó không mổ đâu anh. Không, đi được. Sáng lành mà. Anh có thể cho em xin phép cho bạn Diễm vào xíu được không? Ôi, được đây đi. Cứ đi vào thôi đi bạn Diễm, cho các bạn thấy là con đà điểu này nó dễ thương như nào. Đây này có cái cửa này vào này. Đây vào chuồng cuối cùng đi. Chuồng bên này đúng không anh? Công nhận là anh Nam nuôi nhiều thật. Ở đây anh trang trại của anh là thuộc diện lớn nhất cho anh. Nói chung mình khiêm tốn thôi, chả dám nói to. Khiêm tốn các bạn ạ. Nhưng mà thực sự là vào đây ai mà chưa đi bao giờ là choáng ấy. Nhiều quá. Nuôi cả 400-500 con rồi các bạn. Còn ở đây có bán đà điểu con nữa nha.
Bạn mà nào có muốn vườn trại để riêng với hàng giống riêng. Bây giờ có trứng không anh? Có trứng. À xíu nữa em xem cái trứng một xíu ha. Ừ. Tí nữa mình lên xem. Cho mọi người thấy được cái đây đây đây. Của... Đây. Hello, cho vào thăm xíu nha. À, đi vào này. Nó thấy mình đi vào nó sợ á. Đây đây. Bên này là ok này. Nó tự đi rồi. Nó thấy mình lại đi à. Cái này là bán được chưa anh? Đang bán này, cái con này đây. Tại vì bên này thấy nó hơi nhỏ một xíu so với bên kia các bạn ạ. Bạn Diễm vào thử coi đứng có bằng nó không? À, ai làm gì đâu. Đấy. Đó. Nó sợ các bạn. Ôi. Mình định đi lại gần để cho các bạn hình dung cho nó dễ. Nhưng mà mình cứ đi lại gần nó lại tiến ra xa. Nên thôi là chắc là đứng đây thôi. Cái đùi của nó phải tương đương với cái đùi mình đấy các bạn. Này tha hồ chân dài luôn. Ở đây là nó ở trên cái nền đất này thôi ha. Chân nó cứng lắm các bạn. Chắc là mình đi ra đây anh Nam. Mình đi xem chỗ trứng đà điểu. Với đà điểu con. Mọi người có em bé là hay đặt mua trứng trứng cái kia là trứng ngỗng trứng, trứng ngỗng hoặc là trứng đà điểu anh nhỉ? Ừ, đúng rồi. Đấy. Ui à. Tiếc quá, mình cứ đi vào cái là nó sợ các bạn. Nó lại đi ra xa nó né mình. Đi, mình đi xem trứng đà điểu xem nó to như nào. Trứng đà điểu có mắc không anh? Có 250 một quả là bằng một ký thịt đấy. Nếu mà tự mua trứng về thì nó có nở được hay không hay là phải mua con mới được anh? Máy ấp nó phải là máy ấp. À phải có máy ấp mới được. Chứ không phải là như trứng vịt các bạn mua về nhiều khi nó nóng nó tự nở. Đây. Đẹp ghê. Bây giờ mình đi lên mình xem trứng nha các bạn. Thấy mình nó cứ khè khè như là mãng xà các bạn. Hơi sợ. Ồ cái đùi nó kìa. Đấy. Bọn này nó ăn no rồi. Đi mình đi lên mình xem trứng đi. Bạn nào mà chưa bao giờ thấy đà điểu tận mắt thì hy vọng qua cái clip này các bạn sẽ có thêm cái kiến thức về cái trang trại đà điểu. Tại vì mình thấy ở ngoài phía Bắc này rất là hợp để làm những cái trang trại đà điểu như này. Nhưng mà mới tham quan sơ qua thì mình thấy là nuôi nó cũng cần cái đất rộng thôi các bạn ơi. Còn nó ăn cỏ và ăn cám mà. Cũng không quá khó khăn vất vả trong cái công đoạn chăm sóc nó. Đấy. Lên đây xem trứng này các bạn. Đà điểu con. Cái lông đà điểu có làm gì được không anh? À làm lông vũ đây thấy đang phơi này các bạn này. Đó. Ở đây có mấy con nhỏ nhỏ. À giống con trong này hả anh? Trong này này. Giờ mình đi xem trứng các bạn ơi. Nắng quá. À đây đi. Anh tắt cái nước các bạn ạ. Trang trại mình rộng mà em thấy cũng không cần quá nhiều công nhân hay. Công nhân ít lắm, công nhân về hết, được coi vào 1-2 tiếng. À. Ô, đà điểu con này. Này đi vào được hay? À, ở đây là nó ở trên cái nền cát các bạn ơi. Cái này được mấy tháng rồi anh? Này là được 20 ngày. 20 ngày. À, có con nó còn cái bọng gì đằng sau này. À hình như cái người nó luôn các bạn ạ, cái người nó vậy luôn. Mới có 20 ngày mà to đùng nữa nè. Nhìn dễ thương thật. Bây giờ là nó có mã số, mã vạch từ bây giờ luôn rồi đó các bạn. Đây để mình tìm thử con xem. Có 20 ngày mà nó đã tầm cỡ 2 kg rồi đó. Bây giờ nhìn cái lông nó như lông nhím á ha. Bạn Diễm có nuôi không? Anh bảo là cái này lành lắm. Ừ. Có cái con đà điểu thực ra mình mới gặp mình hơi sợ thôi các bạn. Chứ mình đi nguyên một cái trang trại cả mấy trăm con mà có duy nhất một con nó mổ mình thôi. Nên là cũng không sợ lắm đâu. Hôm qua mình mới gặp thôi. Dễ thương quá. Nhìn cái tròn á. Cái này là bao nhiêu một con anh? Cái này là đang nó là
ở ngoài này thì thấp hơn tí, vào đấy phí xe là 2.3 một con. 2.3 một con là giao tận nhà rồi đấy anh. Đó, xe khách. À, xe khách giao ví dụ là ở xa gọi cho anh vẫn được. Đấy, mọi người muốn... Cái này em đang thắc mắc là ví dụ như những người mà người ta muốn mua 1-2 con, người ta nuôi một cặp hay hai cặp thì đó được không anh? Đấy, vẫn gửi xe khách. À, tức là nuôi số lượng ít vẫn được. Đang tiến lại gần em này. À, đang đi lại này. Đó, bạn nào mà muốn nuôi vui 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 các bạn. Làm thú cưng. Nuôi ở vườn nhà, nuôi vài con thôi. Mình nghĩ là nuôi khoảng 4-5 con là vui nhà vui cửa rồi. Nó cũng lạ nữa. Đây nó đang ăn này. Rồi từ ngày bé xíu vậy mà nuôi lên to luôn nha. Đà điếu các bạn. Cái cổ của nó y như là nó vằn vằn, y như là con báo ha. Khi mà nó lớn lên thì cái lông cổ nó rụng các bạn ạ. Nó còn có cái lông của trên cánh, trên thân nữa thôi. Phần lông bụng nó cũng rơi luôn. Rồi, mình xem vậy cũng đủ. Bây giờ mình đi xem trứng đi. Xem quả trứng nó to như thế nào. Có giống trứng khủng long không? Con đà điểu mới 20 ngày mà to thật. Đây, phía trước này là cái đường lớn và người ta bán hàng ngoài này các bạn ơi. Bạn nào mà mua đi ngang cái đường này. Đường đang làm nó là hơi bụi xíu mà. Đây, xem trứng đà điểu nào. À, đây là các cái sản phẩm da đà điểu đây này anh. Ôi trứng này. Ôi. Quả này chắc phải cả ký ạ. Này là chiên nên chắc cả cái một chảo. Cần 2 đến cân rưỡi. Em cầm vào đúng không anh? Em sợ nó vỡ. Ôi. 250 một quả đây nha. Trái bóng quá vậy trời. Đây có ghi này, bạn Diếu cầm thử ạ. Chị mới hỏi trước đi. Ồ, trứng này chắc khoảng 1,5 kg, ký hơn á. Ký không? Thấy mẫu khoảng ký 2 á. Đẹp ha. Cái vỏ này nếu mà mình biết làm mình trang trí là đẹp lắm ạ. Đây, trang trí kìa. À đây à. Đây cứu bạn kìa, điêu khắc kìa. Lấy cái vỏ ra xem. Đây. Một cái trang trí như này khoảng bao nhiêu tiền anh? Cái này thì nó vô giá, về trang trí nó hoàn hảo rồi. À, thường là toàn bán trứng không, để không có người trang trí. Đây, cái này là kỷ niệm. Kỷ niệm nhà mình làm thôi chứ không phải là bán. Trứng. Đúng rồi. Này, cái này trang trí đẹp đây này. Từ cái trứng này đó các bạn là ra cái quả này này, khi mà hút hết cái lòng trắng lòng đỏ bên trong rồi á. Giờ cho em gửi lên. Kéo mà nó vỡ mà các bạn, có một cái thôi đó. Ồ, đấy. Đẹp em không nghĩ nó to vậy luôn á. Trời ơi, trứng đà điểu mà. Ôi nhưng mà khi mà nó đẻ anh, mình có phải hứng không hay là cái này nó tự nhiên mà nó đẻ nó cứ bon bon đó. Nó ngồi xuống nó đẻ chứ không phải nó rớt cái bịch nghe. nó ngồi xuống á, xong nó thả xuống dưới đất luôn. Chứ cái trứng này nặng lắm các bạn ạ. 250 một quả. Mua 2 quả trứng này về review luôn. Hay là mua về nhà làm kỷ niệm. Còn Diễm thế thì sao? Mình còn đi di chuyển ấy. Bây giờ mình còn đi một số tỉnh nữa các bạn ạ. Sợ nó vỡ mất. Thôi mình có số điện thoại anh Nam mà. Nên là khi nào mình cần mình sẽ gọi anh giao tận nhà. Ship cả trứng đúng không anh? Đây. Trứng to quá. Như trứng khủng long. À, cái này là hút rồi này. Cái này đã hút lòng đỏ các bạn này. Ôi giời, cho em mượn đi. Cái này mình có bán không anh? Có bán. Một cái vỏ này là bao nhiêu anh? Vỏ đã bán 80.000. 80.000 một cái vỏ này. Nó rất là dày nha các bạn, chứ không phải là mỏng đâu. Các bạn nghe cái tiếng này. Đó, nó như là sành ấy. Nè. Rất là dày. Đó. Cái này mình có ship đi nước ngoài đúng không anh? Có xuất khẩu đi nước ngoài không anh? Dạ, có ship ở nước ngoài. À. Đấy, đầu đầy đủ đi cả nước ngoài luôn. Tức là có đi trong nước lẫn ngoài nước. Và thông qua clip này thì bạn nào có nhu cầu gì thì cứ gọi cho anh Nam nha. Cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Hôm nay trưa nắng đã dẫn bọn em đi thăm qua trang trại. Anh Nam là đang đi đám cưới các bạn ạ. Cứ mình gọi cái anh về anh dẫn mình đi đó. Cảm ơn anh nha. Dạ dạ. Bây giờ thì chắc là mình cũng xin được phép kết thúc clip này đây các bạn ơi. Hôm nay mình từ Sài Gòn ra Hà Nội mình lên Ba Vì.
Thì mình tình cờ biết được cái trang trại này thông qua một số clip trên mạng như lúc đầu mình có nói. Thì mình dẫn các bạn cùng đi tham quan và mình cũng tìm hiểu thêm luôn. Cảm ơn tất cả các bạn nãy giờ đã bỏ thời gian ra theo dõi clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo nha. Ừ, các bạn ơi, đây là cái dĩa thịt đà điểu mình vừa mới kêu ở nhà hàng ngay Ba Vì các bạn này. Đà điểu các kiểu. Đà điểu các kiểu đây bạn Diễm. Bạn Diễm lần đầu tiên ăn thịt đà điểu đúng không? Nãy là mình định kết thúc clip rồi nhưng mà cũng tới giờ ăn trưa các bạn. Thì mình ghé vào nhà hàng gần đây. Xung quanh đây thì nhiều nhà hàng bán đà điểu lắm. Đây này. Đây là thịt đà điểu mà nhìn nó giống thịt bò các bạn. Bên này là nướng. Đó, đây là đà điểu nướng. Nhìn ngon quá ha. Bên này là xào này. Bây giờ mời các bạn cùng thử mình nha. Bạn Diễm thấy sao bạn Diễm? Nó dai dai. Dài đúng không? Có hôi hay là ngọt hay thơm? Đặc biệt là không bị ngon, không thấy hôi ta. Không hôi đúng không? Không bị hôi. Ví dụ như mình ăn thịt trâu là nó có vị rất là đặc trưng nha. Nhưng cái vị này thì nó không có đậm như là thịt trâu. Ăn dễ, không bị hôi đâu mọi người. Các bạn biết là thịt đà điểu ở Ba Vì này là các bạn vào nhà hàng chắc chắn sẽ có đà điểu tươi. Các bạn mua thì người ta mới lấy ra người ta chế biến chứ không có phải là để lâu này kia đâu các bạn đừng sợ nha. Mời mọi người nha. Chấm nước mắm à. Em ăn thử miếng thịt nướng. Ngon ha. Em cắn nhầm miếng, em cắn tới miếng thứ hai thì có cái vị nó hơi đặc trưng đúng không? Có cái vị miếng cái vị mùi thịt của cái đà điểu. Nó dai. Đúng như bạn Diễm nói là nó có một cái vị thịt rất là khác. Nó hơi lạ nhưng mà mình không biết mô tả làm sao. Không biết dùng cái từ gì mô tả. Nhưng mà nó không khó ăn, chắc chắn là không khó ăn. Ăn rất dễ, mình nghĩ là bạn nào mà không ăn được thịt bò vẫn có thể ăn được thịt đà điểu. Đây nướng thịt ngon. Rồi làm miếng thịt nướng nướng với mè nhé bạn. Bên này cho miếng nước mắm rồi ha. Okay. Mời các bạn nha. Không như anh Bốn dự đoán là nó nướng đen. Nướng ngon hơn ạ. Thơm. Đây mình có một dĩa rau khoai lang xào tỏi nè. Bên kia là rau muống xào tỏi nè. Cà pháo. Đây có một chén cà pháo nè. Cà pháo ấy. Này canh mồng tơi. Canh mồng tơi thôi chứ không phải cua đâu. Chắc là nấu với nước xương hay nước gì đấy ha. Đúng không? Đâu cua đâu. Quá tuyệt vời các bạn ạ. Thì cái này là hình như là 170 một dĩa thịt như này các bạn. Mình thấy rất hợp lý luôn đây này. Đó. Nhiều thịt lắm nha. Chỉ có mấy cái cọng hành bỏ vào cho nó thơm thơm thôi. Phải nói là chất lượng. Miếng nào là miếng đó. Các bạn thấy là người ta thái miếng thịt đó. Nó dày, nó to lắm chứ không có mỏng đâu. 170 như này là quá chất lượng các bạn ạ. Nghe em tiếng không hiểu. Cà pháo nó giòn ạ. Giòn là chua. Chua nhá. Cà pháo giòn và chua. Có cơm rồi. Có cơm à? À một miếng thịt ấy với lại cà pháo. Đà điểu nướng. Ngon ha. Làm miếng đà điểu các kiểu. Mình cũng hơi bất ngờ khi mà cái đà điểu này nè. Thứ nhất là nó không có quá nhiều cái mùi của cái thịt của cái loại thịt đà điểu như mình nghĩ. Tức là mình ví dụ như thịt bò các bạn sẽ nghe mùi hôi thịt bò. Trâu các bạn sẽ nghe mùi thịt trâu. Nhưng mà cái vị, cái mùi của cái thịt bò đà điểu này nó không có quá mạnh. Đúng rồi, nghĩ là thịt này thì sẽ không bị kén. Không khó ăn. Đó. Mình kêu một dĩa gà. Một con gà các bạn xào rang lá chanh nè. Rất là ngon nha, thơm lắm. Đấy. Hôm nay thì mình review cho bạn xem cái thịt đà điểu thôi. Còn những cái món này thì chắc là có dịp khác mình sẽ review các bạn. Bây giờ thì mình xin phép kết thúc clip này đây các bạn. Để cho các anh em còn ngồi ăn nữa các bạn ơi. Hôm nay có cả bác Tài đang ngồi ăn chung nữa. Nên là quay cũng hơi ngại. Bây giờ cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip này nha. Nếu như có dịp thì các bạn nên về Ba Vì ghé một cái nhà hàng nào mà nó uy tín một chút, như nhà hàng mình đang ăn chẳng hạn, để các bạn ăn cái món thịt đà điểu này. Ngoài ra còn gà, rồi còn rau muống, rau lang, xào tỏi nữa. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo nha.